ơi, cho lâu chị cái này nhá. À, nhiều chứ quá. Sau khi này chị lấy cái tấm này. Ờ, để đến này đấy, được đấy. Ngon không? Ngon. Đỉnh. Này, cầm thêm cái này về đi. Cái ngón này rất là ngon luôn. Ừ. Nhớ nhớ mà. Cay quá. Hai cà tím. Con vừa ăn xong. Nè. Bà vừa gấp xong. Con vừa ăn xong cái đấy. Sao con biết là nó nào? Con cho tí ớt vào nhé. Thì cho thêm rau gì? Rau chuối nhá. Phải rau cải. Không có rau cải. Gì đấy? Cho nó tương tương. Vâng. Mỗi người một loại. Cái ngó khoai chứ cá đi nhá, có nhiều cá. Thế cho em thì nước tiếp đi. Để làm ăn tiếp rồi mát. Nước hơi tiếp rồi. Thanh niên phải ăn nhiều vào. Cười. Càng nhìn nó càng giống hương hại. À ừ, khó khi không lấy. Lấy nó ăn bí đâu. Đúng không? Em thấy ta hay ăn hoa mướp mà người ta có đâu ăn hoa bí đâu. Cái gì? Đúng rồi. À, Tuấn ra. Tuấn thích anh nấu mắm nhất, em này chị làm. Anh nhớ anh có thích ăn không nhỉ?